ăn không được. Ai nhá, ai thấy ngọt quá thì thêm đá vào. Anh cứ thêm đá cho mát. Bà mua mấy con ạ? Ừ, bà mua vài con tắc hương. À, bà chưa được. Mai mình phải rửa xe cá cho cô mấy con nhá. thôi cả nhà ơi. Đây, đến giờ rồi. Ngon này. Ngon quá nhỉ. Chế dưỡng nhan hả anh? Ừ, chế dưỡng nhan. Cho cái này. Đây. Mọi người thêm sữa vào nhá. Đây anh thêm sữa cho. Dạ vâng. À, ai thêm sữa nữa đưa anh à? Có thêm không? Em xin. Đây để thêm. Bò có lấy thêm sữa không? Đưa anh lấy cho kìa. Hả? Như đi. Chia xìa đấy đi Quang, chia xìa đấy. Ừ. Đây đã. Ừ. Sao lắm mỡ nhỉ? Đây thêm đá nữa. Nóng rồi tự nhiên thêm đá rồi nó vậy không nhỉ? Bát đang nóng. Không thêm được. Ai thấy ngọt quá thì thêm đá vào. Anh cứ thêm đá cho mát. Ba luôn. Nhãn bên trong là nhân hạt sen đấy. Bên trong nhân hạt sen á? Ừ. Nó ngọt vừa kiểu thanh chứ nó không phải là bị ngọt mấy nhỉ? Nó vừa thanh luôn đấy. Hỏi còn không cho thêm ít đá cho nó mát. Dạ vâng. Ngon không? Ngon đấy. Ngon. Ừ. Không được. Thế thêm đá không thì? Thêm sữa à? Vừa. Ừ. Nhân mạch bài. Mạch bài á gì? Nhãn nhân hạt sen. Nhãn nhân hạt sen. Thanh mát. Bò thêm sữa không bò? Ừ. Ăn ấm nó ngon đấy rồi. Ngon không bò? Ngon gì? Ăn cả mấy hạt. Thêm sữa không? Ăn đi anh còn đấy. Anh lấy thêm cho cứ ăn đi. Thế như cái hạt màu đỏ này là hạt kỳ tử anh. Kỳ tử đấy. Nắm hết. Em cứ tưởng nho khô thôi. Ngon quá. Thứ 15.000 cân bán là tớ nhá. Nhãn ngon lắm. À vâng, thế bà mua mấy cân ạ? À? Ừ, bà mua vài cân thắp hương. À dạ vâng, thế bà chọn. Đây còn lấy túi. 17. Đây ạ. Đây bà ngủ đây. Bà ngồi mà ăn. Đây bà của cô. Quay thì lấy. Đây bà ngủ đó. Đây dần. Đây bà ngủ đó. Bà vừa muộn rồi còn thôi. Đây cần phải bán ngủ. Con chẳng bán lên 4.000. Con bà thì con lấy. Lắm ngủ rất là ngủ. Bà đây bán rất là ngủ. Thôi, tuần này thì đã đấy. Đó. Anh bán em. Đấy, đấy, hơi này đấy. Cái chỗ đấy có 5.000 thôi. Cái này 17.000 này. Cho tao 3.000 này. Cái này cũng thế này nhá. Thôi, về sắt mỏng nó rán nhanh nhưng mà. Ra đây, ra đây. Ơi. Ơi hay. Ôi, thì đây 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 tí nữa cháu sang. Luôn 2 cân. Đây lấy thêm cái túi hộp bộ. Bằng nào cân mà quý? Dạ thích nó bán là 20.000 cân. Và quan thực quả của anh. Cô đỏ đâu? Cô đỏ đâu? Ơi, đỏ đấy. Đỏ bé nhiều. Bê rồi một bê. Nó có bơn bạn. Mua nó cảm ơn vậy còn thang. Bà về ạ. Nhất bà rồi. Bà cảm ơn. Anh đống vào hàng nhà nó vậy. Anh hàng thịt thì túi xuống là mua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Này nóng quá nhỉ? Ừ, nóng thật ý. Rồi, không có tí gió nào. Mồ hôi vã ra. Mời cả nhà ăn chè thôi. Ừ, ăn không chè cả nhà. Thôi nóng về làm bát chè vậy. Thêm đá cho má. Để cho bà mới dân ở đây thì ăn. Thêm đá nhìn thấy nó nhiều. Chè sen ngon thật. Nhà bà. Ăn cái này như giải nhiệt đúng không? Ừ, giải nhiệt. Dễ ngủ. Dễ ngủ hả bà? Ừ, dễ ngủ. Như không cần phải ăn. Dễ ngủ lắm như nhiệt. Đúng không? Vâng. Ăn vừa vừa là ngon này. Ăn vậy. Ừ. Ngon con. Ừ. Ngon quá. Thì cốc này nó hơi nông bà. Còn một cốc nữa à? Vâng. Ăn hai cốc. Nó đây dùng thạch xong rồi nó ấy, nó tan phải ăn ở. Ừ, ngon. Mai lại nấu nữa rồi làm. Mai tẩy sen bán cho cô mấy cân nhá. Dạ vâng. Mai lấy cho cô đấy để cháu mai cháu đi bên này không? 4 cho cô đấy. Cô gửi cho em ở trên này. Dạ vâng. Hai cái này. Có xem hoa không? Mỗi con biển bông đấy. À, cháu bán 10.000 ba bông. 3 bông mỗi hai cái mà. Cái này thì con biết là mai. Con đi tôm. Đây. Ừ. Cái này được khuyến mại à? Vâng. Khuyến mại cho mấy cái để cắm cho nó đẹp đấy. Mấy bông rồi. Mấy bông rồi. Đủ 6 bông rồi. Đủ 6 bông này à? Vâng. À, nhá, 6 bông nhá. Mua đây à? Đặt tiền con ạ. Để con cầm đấy. Cháu xin cô nhé. Ừ. Mua về ạ. Bán nhá. Thay vì phải có điều khiển ô tô, điều khiển xe máy 10.300 bông. 10.300 bông rồi. 3 bông trong khoảng đó. Con nào bông đấy con? 10.300 bông. 10.300 bông. Bà lấy mấy cái lá này. Và đây bạn. Ừ. Cái này nhìn non. Ừ. Cắm thêm mấy cái này đẹp lắm. Được rồi, cái này đẹp rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Không, cái mấy rồi. Cái này con tặng ạ. Con chỉ rồi. Bán mới hoa thôi ạ. Thế vậy bà trả tiền con dạ, nhá. Vâng. Ừ. Đây bà để con cầm nhá. Để bà hết 10.000. Ừ. Bà chọn toàn bông đẹp. Này về bà thử con. Vâng, con cảm ơn bà. Ừ. Thế bà xin con. Bái bà mua hoa con. Ừ, hoa của cháu đẹp quá nhỉ. Dạ vâng, con vừa đi cắt này. Ừ. Bà mua hết chỗ này nhá, vì bà cắm làm mấy... Nay cũng nhà con cũng cắm rất, con để lại mình con để cắm nữa. Bà tưởng là không lấy, không... Dạ vâng. Còn không? Con lấy bà 20 triệu. Hôm khác bà gửi gọi được. Đây bà có một ngày. Dạ vâng. Bà đi bạch các thằng. Dạ vâng. Dạ vâng, con chào bà.